Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trinh Hòa Thượng Pháp sư, sáng hôm nay trời Vĩnh Long mưa dầm tầm tã, trong 700 trái tim của hàng đệ tử chúng con cũng đã mưa rồi. Đó là chúng con nghĩ tưởng về ân đức lớn của cha mẹ, như là lời chỉ dạy của Hòa Thượng Pháp sư. Bạch Hòa Thượng Pháp sư, theo chương trình thì sau thời giảng của Ngài thì Ngài hoan hỷ cho chúng con xin vấn đáp một hoặc là hai câu, xin Ngài hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Trinh Hòa Thượng Pháp sư, đây là một câu hỏi của một em khóa sinh đã gửi đến cho ban tổ chức chúng con và nhờ chúng con đọc dùm, vì em đã không đủ can đảm để nói. Và các em trong này, em nào có câu hỏi thì các em chuẩn bị, sau câu hỏi này thì sư chuyển micro đến và các em được thưa thỉnh với Hòa Thượng Pháp sư. Kính bạch Hòa Thượng Pháp sư, dẫu biết cha mẹ sinh con và nuôi lớn con nên người, nhưng bạch Hòa Thượng, mẹ của con lạ lắm Hòa Thượng ạ. Mẹ của con không bao giờ biết chăm sóc cha và anh em của con. Mẹ của con lại thích đánh bài, mua vé số. Đã nhiều lần chủ nợ đến đòi, cha con vất vả gian lao trả nợ cho mẹ, vậy mà mẹ của con vẫn không tu chí làm ăn. Đến nỗi tiền học của anh em chúng con cha đưa cho mẹ đóng, vậy mà mẹ cũng chơi số đề luôn, và chúng con bị nhà trường đòi mãi. Thương mẹ thì nhiều, nhưng bạch Hòa Thượng, tình thương của con đối với mẹ hình như rằng nó đã cạn khô rồi. Bạch Hòa Thượng, hôm nay nghe Hòa Thượng chỉ dạy về công ơn của cha mẹ, cha thì con thương lắm, nhưng mẹ, bạch Hòa Thượng, con vẫn chưa thể thương được. Xin Hòa Thượng cho con lời khuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Khóa sinh nào mà vừa mới hỏi câu hỏi đó, cha và mẹ là hai thể xác nhưng mà chỉ là một linh hồn. Cha và mẹ gặp nhau, tuy hai thể xác nó khác nhau nhưng mà hòa quyện với nhau trong một linh hồn. Cho nên đó, có khi đó cái linh hồn bên đây, nửa linh hồn bên đây khỏe, còn nửa linh hồn bên kia bệnh. Tại vì hai thể xác có một linh hồn thôi, nửa linh hồn này là cha, nửa linh hồn này là mẹ. Cho nên cha và mẹ gặp nhau bằng hai cái nửa của linh hồn. Cho nên có những cái gia đình mẹ thì rất tốt, mẹ thì cặm cụi lo làm ăn, còn cha thì say sưa tối ngày, hiểu không? Cha cứ say sưa tối ngày thì đó chính là cái chỗ cơ thể thôi. Cơ thể mẹ khỏe, cha bệnh. Còn như Phật tử nào vừa mới hỏi đó, thì cơ thể đó là cha khỏe, mẹ bị bệnh. Các con à, dù thế nào đi chăng nữa, dù mẹ mình có cái lỗi nào đi chăng nữa, nhưng mà các con hãy nhìn, cái lỗi đó chẳng qua mẹ là người đang bị bệnh thôi. Đang bị bệnh giống như là một cơ thể con người. Người thì được nguyên vẹn, còn người kia bị tật nguyền. Chẳng lẽ con thương cái người nguyên vẹn, con xua đuổi kẻ tật nguyền? Cha của con tốt là người nguyên vẹn, còn mẹ của con đang bị tật nguyền các con à, hiểu không? Nhưng mà dù sao đi nữa vẫn mang nặng đẻ đau, chỉ tật nguyền với con thôi, tật nguyền với cha thôi. Thành ra rồi tụi con ơi, tụi con thương cha bao nhiêu thì hãy tội nghiệp mẹ bấy nhiêu. Đừng bao giờ ghét bỏ mẹ của mình, để rồi tất cả những cái ơn mà mình nằm trong bụng mẹ đó, các con không thể nào xóa sạch một ngày một buổi đâu các con, hiểu chưa? Cho nên mẹ chỉ có lỗi với cha chứ không phải lỗi với mình đâu. Tụi con đừng buồn nữa, hãy thương cha nhưng mà hãy tội nghiệp mẹ mình. Bởi vì cha là người khỏe, còn mẹ mình là người bệnh thôi. Rồi lỡ một ngày nào đó tụi con đặt trường hợp mẹ cặm cụi làm ăn, còn cha thì nhậu nhẹt say sưa tối ngày thì sao?
Vậy thì con lại thương mẹ và con ghét cha sao? Phải không? Cho nên đó, thầy mong rằng câu hỏi của Phật tử nào vừa hỏi đó, cho dù mẹ mình như thế nào, đó là cái nghiệp giữa mẹ mình và cha. Giữa mẹ mình và cha đó là cái nghiệp. Điều thứ hai nữa, đó chính là cái nghiệp trong đầu của mẹ mình. Tụi con không được quyền nói một câu là thương cha nhiều mà không thể nào thương mẹ. Đừng nói câu nói đó. Đã thốt lên câu nói đó rồi thì ngay từ hôm nay mùng 1 tháng 6 tụi con hãy lấy lại câu nói đó đi. Và tụi con nói lại mẹ Quan Thế Âm: cha và mẹ là hai mảnh tình thiêng liêng nhất trong cuộc đời con. Cho dù ra sao đi nữa, tụi con vẫn mãi mãi tôn thờ hai cái mảnh tình thiêng liêng bất tận này. Đừng bao giờ xúc phạm các con à. Bởi vì cha và mẹ đều là những vị Phật tại thế, là những vị đại ân nhân của chúng ta, đã tặng cho chúng ta mảnh hình hài nguyên vẹn này. Cho dù lỡ không đóng tiền, cho dù lỡ không chăm sóc, nhưng mà 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ này, mãi mãi muôn đời con không bao giờ quên được các con à. Hiểu chưa? Đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Hãy tập lần đi. Bây giờ con đã thương cha rồi, còn bây giờ con hãy tập lần, bắt đầu từ cái chỗ tội nghiệp mẹ đi. Hiểu không? Bây giờ con nghĩ mẹ là người đang tật nguyền, mẹ là người đang bị bệnh đi. Tụi con phải tội nghiệp mẹ mình chứ. Tại sao mẹ mình sinh ra đứa con nguyên vẹn mẹ cũng thương, mà đứa con tật nguyền mẹ cũng thương? Tại sao mình là con mà mình lại có những cái tư tưởng sai như vậy? Đó là tư tưởng sai lầm đó các con à. Phải không? Chứ đừng có bao giờ nói con thương cha và mãi mãi con không bao giờ có dịp để thương mẹ. Đừng nghĩ như vậy. Mà mẹ đối xử như vậy mà mình có một tình thương mới gọi là chí hiếu các con à. Mẹ như vậy mà con vẫn có một tình thương mới gọi là chí hiếu. Bà Thanh Đề bà ác cỡ đó mà tôn giả Mục Kiền Liên vẫn tôn thờ bà, thì như vậy mới gọi là đại hiếu Mục Kiền Liên, các con hiểu không? Đó, đừng bao giờ có những suy nghĩ sai lầm như vậy. Cho nên thầy mong rằng khóa sinh nào vừa mới hỏi đó, thì hãy cố gắng nhìn lại lấy lòng mình, thương cha bao nhiêu, hãy chia sớt tình cha cho mẹ bấy nhiêu. Cho mẹ một miếng đi các con à. Để rồi đó, hãy tội nghiệp mẹ mình đi, chứ đừng bao giờ ghét bỏ mẹ mình, xua đuổi mẹ mình khỏi trong trái tim của mình nữa. Mình đưa tình cha lên tầng cao của khối óc, tại sao mình lại khóa cửa trái tim không cho mẹ mình được an giấc ở trong? Phải không? Cho nên hãy cố gắng yêu thương mẹ mình bằng mọi cách để được trở thành một người con đại hiếu. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con rất tri ân Trinh Hòa Thượng Pháp Sư đã chia sẻ cũng như chỉ dạy, và chắc chắn rằng bạn nào hỏi sư, gọi nhờ sư đọc câu hỏi đấy, thì bạn đấy đã có câu trả lời, và đó là chìa khóa để mở cửa tâm hồn của các bạn. Và sư xin mời câu hỏi tiếp theo. Bạn nào có thể hỏi trực tiếp. Dạ rồi, mời con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng Pháp Sư, con tên là Phương Nghi ở Chúng Yêu Thương. Con bấy lâu nay con luôn có một câu hỏi thắc mắc, và con xin hỏi thầy là cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta, và tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta là vô bờ bến, và tình yêu của Phật dành cho chúng sanh cũng là vô bờ bến. Nhưng mà con thắc mắc, con không biết là tình yêu của Phật hay là tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta là lớn hơn ạ. Con mong thầy giải đáp và con cảm ơn thầy. Tình yêu của Phật là tình yêu vô bờ bến, nhưng mà là tình yêu của suốt thế gian các con à. Tình yêu suốt thế gian. Còn tình yêu của cha mẹ mình là tình yêu vô bờ bến, nhưng mà tình yêu của thế gian này. Cho nên Phật Thích Ca là một Đức Phật của suốt thế gian, còn cha và mẹ là Đức Phật của thế gian, Đức Phật của trần đời. Cho nên hai thứ tình yêu đó tuy là vô bờ bến, nhưng một bên là tượng trưng cho tình yêu trong lý trí là tình yêu của Phật, và một bên là tượng trưng cho tình yêu trong trái tim là tình yêu của cha mẹ. Giống như mặt trời là tượng trưng ánh sáng vô bờ bến của Phật, nhưng mà mặt trăng là ánh sáng vô bờ bến của cha mẹ các con à. Cho nên mặt trời và mặt trăng không thể nào mà mình nói cái nào lớn hơn cái nào được hết, hiểu không? Nhưng mà cái nào cũng đều là vô bờ bến hết.
Cho nên ánh sáng mặt trời thật là tuyệt vời, vi diệu. Ánh sáng nó vô lượng, vô biên, vô bờ, vô bến, đó là ánh sáng của Phật. Nhưng mà về đêm rồi, ánh sáng mặt trăng cũng là vi diệu, cũng là vô lượng, vô biên, vô bờ, vô bến, mà là ánh sáng quyền diệu của cha và mẹ. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ân Hòa Thượng. Bạch Hòa Thượng có thể cho con xin thêm câu nữa Hòa Thượng nhé. Dạ Mô Phật. Thật may mắn của chúng con là hôm nay được gặp Hòa Thượng, rất là hoan hỷ. Bây giờ thôi các một em nam đi, sư ưu tiên cho một em nam. Bạn nam nào có câu hỏi? Hay là bạn nữ nào đi, nếu con trai nó yếu quá thì mời con gái đi. Rồi mời bạn nữ. Đây 14 năm trước bố mẹ con có ly dị. Thì kể từ ngày đấy con với cha con không có thể mà gần nhau được. Lúc nào mà con gần cha con thì hai cha con cũng có mâu thuẫn xảy ra. Cách đây tầm 3 năm thì con với mẹ con cũng như vậy. Hiện tại giờ con với cha với mẹ là con không hòa hợp được với ai cả. Dạ con muốn hỏi là làm cách nào để con có thể hòa vào ba mẹ con, chứ con ở chung một nhà mà con không nói chuyện được với ai cả. Cảm ơn thầy. Cha mẹ con không còn sống chung với nhau nữa, gọi là ly dị. Nhưng mà con thì con gần cha con thì nó lại xảy ra mâu thuẫn, phải không? Rồi gần mẹ được không? Gần mẹ thì không được. Đó là một vài trường hợp mà cha mẹ không có thể nào mà sống với các con đến cả một cuộc cuối cuộc đời của mình. Cho nên cha và mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương các con hết. Nhưng mà trong một vài trường hợp vì hoàn cảnh nào đó mà cha mẹ không có thể nào mà tương tác được với các con, thì trong trường hợp của bé mới vừa hỏi thì hiện tại bây giờ con sống với ai? Dạ bạch thầy, hiện tại thì bố mẹ con có ở lại chung với nhau rồi, nhưng mà con không lấy hòa chung lại được, không có tương tác được với ba mẹ con. Vậy thì cha mẹ đã về với nhau rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ á, con không thể nào và làm cách nào để con tương tác với cha và mẹ của con, phải không? Đây là lỗi của con. Cái lỗi của con tức là con chưa mở được trái tim của con ra. Con chưa mở được cái lòng của mình. Con chưa cảm thông sâu sắc được. Bởi vì đó, khi mà con nói chuyện với cha, con không thông cảm được cái khó của cha mình. Con nói chuyện với mẹ mà con chưa bắt gặp được cái tần số thiêng liêng của mẹ. Cho nên là chính cái chỗ đó là cái chỗ mà con cần phải làm sao con tìm, để con có thể con hàn gắn, con có thể con tìm được cái tần số của cha và mẹ, để rồi con phải đứng ở trong vùng phủ sóng của cha mẹ của con. Cho nên nó giống như cái điện thoại di động mà tụi con đứng ra ngoài vùng phủ sóng, tụi con liên lạc với cha không được. Tụi con đứng ngoài vùng phủ sóng, con liên lạc với mẹ cũng không được. Không phải là không liên lạc được mà đang đứng ngoài vùng phủ sóng. Cho nên thầy mong rằng con phải làm sao để cho trái tim khói óc của mình nằm ở trong vùng phủ sóng của tình cha, nằm trong vùng phủ sóng của tình mẹ. Con hãy tập con thương cha và hãy tập thương mẹ. Con hãy tập từ từ để cái vết thương trong lòng con nó không còn mà đau đớn nữa. Để rồi đó, con có thể bắt gặp được tình cha, rồi con lần lần con bắt gặp được tình mẹ. Cho nên bây giờ con phải tập, con tập thương cha con một chút. Tức là con phải thông cảm cho cha. Con thấy cái nào con cũng thương cha hết. Cha làm cái gì con cũng thấy đó là cái tội nghiệp của cha. Mẹ con cũng vậy, con phải tội nghiệp mẹ con. Tất cả những cái đó con phải tập lần. Đừng bao giờ nói rằng là con khó làm quá, con không thể nào thương cha, con không thể nào bắt gặp được mẹ con, khó quá, không hòa hợp được, khó quá. Tại vì sao vậy? Con là kết quả của hai người mà. Con là hoa trái yêu thương, là kết quả của hai người. Cho nên nhiệm vụ của con phải làm sao con bắt gặp và con hài hòa và con có thể tìm lại họ mới được. Chứ đừng có để họ tìm con.
Cho nên ở đây câu hỏi của con chính là cái chỗ mà gút mắt trong lòng của con đó. Thì từ đây về sau con gút mắt chỗ nào, con tháo gỡ chỗ đó. Con thương cha con tập. Con thương mẹ con cũng tập. Con tập từ từ để con gặp đi con. Để cuộc đời của mình không bao giờ trong trái tim thiếu bóng dáng của mẹ, trong khối óc không thiếu bóng dáng của cha. Cố gắng tập lần lần sẽ được con à. Thầy sẽ cầu chúc cho con trên cái đoạn đường tương lai trong cuộc sống, trong cái căn nhà mái ấm tình thương, trong cái mà hạnh phúc của tình thương cha và mẹ, con sẽ là một đứa trẻ, con sẽ là một nhân tố, con sẽ là một cái năng lượng mới để kết hợp ân tình cha và mẹ cùng con cái trong gia đình. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ân trên Hòa Thượng Pháp Sư. Và sau khóa tu này, khi bước về nhà, như lời chỉ dạy của Hòa Thượng, chuyện đơn giản bạn hãy thử một lần. Hãy thử một lần chúng ta chủ động cầm tay cha, chủ động một lần cầm tay mẹ và nói rằng: cha mẹ à, con xin lỗi. Con xin lỗi cha mẹ. Con xin lỗi vì con đã nghĩ không tốt về người. Và con hứa với người rằng con đã nghe được Hòa Thượng Pháp Sư chỉ dạy, và từ đây về sau con sẽ không bao giờ có ý nghĩ không hay về người. Con xin lỗi người thật nhiều. Chắc chắn lúc bấy giờ cha mẹ của em sẽ hết sức là vui vẻ, và từ đó chúng ta kết nối được sợi dây truyền thông đã đứt trong trái tim của mình. Bây giờ các em ngồi thẳng lưng chắp tay. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, hơn một giờ đồng hồ qua, vì thương tưởng đến hàng đệ tử chúng con mà Ngài không quản ngại mưa gió, Phật sự đa đoan, chánh tích quang lâm về chùa Hội Đức trong khóa tu mùa hè này. Ngài đã chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con, đó là những chìa khóa để chúng con mở ra cái trái tim tâm hồn khô héo mà xưa giờ chúng con vẫn còn một chút gì đó giữa cha, giữa mẹ đối với con. Hôm nay trong 700 trái tim này đã rộn ràng mạch sống, 700 trái tim này đang hướng về hai đấng sinh thành. Chúng con thành thật hết sức tri ân Hòa Thượng đã đến đây chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng con. Chúng con xin được cúi đầu tri ân Hòa Thượng. Các em xá. Ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Hòa Thượng luôn là bóng cây đại thụ để cho chúng con quay về nương tựa và tu tập. Kính bạch Hòa Thượng, giờ phút này buổi pháp thoại đã thập toàn viên mãn. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư khởi thân. Xin mời toàn thể đại chúng đồng đứng lên để hồi hướng công đức. Các em đứng thẳng, chắp tay trang nghiêm. Nguyện đem công đức Phật